Ok, hello, xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gọi là vẫn là sẽ setup cho RTA M 2020, nhưng lần này chỉ với một loại lúc thôi, đó chính là lọ Moju V1. Bạn thấy thấy. Thì lúc mà trước kia là mình đã setup cho cái khối này với combo đầu tiên hình như là ba lọ là Moju V1 đã danh lớp với Moju lớp V2, rồi combo thứ hai là chỉ có hai lọ này thôi. Nhưng lần này mình chỉ dùng đúng có một lọ thôi. Đấy, đúng có một lọ đó chính là Moju V1 như thế này. Và thật sự là nó còn ngon hơn cả khi mình kết hợp với combo nữa các bạn ạ. Thật sự luôn, còn ngon hơn cả khi mình kết hợp với combo nữa. Thì đầu tiên á, là mình đương nhiên rồi, mình sẽ vệ sinh robot cho thật sạch ha. Vệ sinh cho nó thật sạch vào. Đấy, và sau đó mình sẽ setup. Và cái mức ốc á, cái mức lò xo mình để là mức số 8, mình để ở mức hot dash luôn. Nãy hồi nói tại sao mình sẽ giải thích tại sao mình lại để mức này. Rồi cái phần mà ốc độ lẳng với chặt á, thì mình để mức cũng vừa vừa thôi, góc cũng ở mức tốt. Đấy. Rồi giờ mình sẽ vào phần setup nha. Thì đầu tiên mà mình sẽ lắp thì mình sẽ lắp ở phần bên trong đây này. Đây mình lắp phần bên trong đây là sẽ khoảng tầm 2 giọt. Nếu bạn nào thích nó êm và nhanh hơn thì cho thêm một giọt nữa, nhưng mà mình 2 giọt là đủ rồi. Còn trên bề mặt mình sẽ cho 2 giọt. Cũng là 2 giọt luôn, cứ như vậy thôi. Và bạn sẽ dành thời gian ra khoảng 15 để rút em lên. Chứ lúc mới lúc vào mình phải nói thật là nó hơi bị cứng. Mới lúc vào thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà sẽ hơi bị cứng, sẽ khiến các bạn khá là khó chịu các bạn. Nên mình khuyên là các bạn nên dành khoảng 10-15 phút để rút in ra ha. Chỉ là thời gian ngắn thôi. Đấy. Cùng với cái kinh nghiệm 2 năm tìm tòi về lúc của mình, cũng như là nhờ các em Loli à không à. Hỏi ý kiến của các người bạn trong group thì mình đã chọn là cách setup của mình, chứ mình không lấy của các setup của các người đó ha. Đấy. Và cái điểm yếu của cái combo này á, không hẳn là một combo mà gọi là chỉ là một loại lúc thôi. Điểm yếu của cái cách setup này á thì mình thấy là nó nằm ở chỗ là lúc mới lúc vào thì nó sẽ hơi bị cứng. Kiểu bạn hiểu không? Thì lúc mới lúc vào là cái chiêu mình còn chưa rút in rút ra thì nó sẽ hơi bị cứng một chút. Nhưng sau khi mình nói rồi, bạn dành khoảng 10 đến 15 phút thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Và các bạn sẽ có được cái cảm giác đầu tiên là nhanh nè, chắc chắn rồi. Moju V1 thì chắc chắn lúc vào nó phải nhanh rồi, không thể chậm được. Rồi cảm giác là nó êm. Các bạn có hiểu không? Nó êm mà cái nhựa nó cứng cứng á, có nghĩa là lúc mà bạn xoay á thì cảm giác ở bên trong á nó sẽ êm, mà cái bên ngoài này nó cứng, nó giòn giòn, chơi nó thích tay cực luôn. Đấy, chơi cực kỳ ngon luôn. Phải nói thật với các bạn là chơi cái này ngon cực kỳ nha. Chơi với dùng các setup này ngon cực luôn. Một đôi lúc này thôi á. Chắc là không giòn đâu. Cái thằng lúc nãy nó nói sàm, các bạn đừng nghe nó. Đấy. Thật sự là mình thấy combo này rất là tốt. Nếu mà bạn nào mà không thích cách setup nhiều thì cứ dùng một lọ này vào lúc thôi, bảo đảm là ngon nha. Mà cái này theo như mình nghĩ, còn những ông nào mà thích kết hợp lúc này lúc kia lại thì mình nghĩ là sẽ không hợp với cách setup này đâu. Thật sự là cái này chỉ dành cho những người nào thích sự đơn giản và ngon thôi. Chứ mấy ông nào mà thích tìm tòi rồi setup cho kiếp nó êm rồi tiếng nhỏ cái thứ lập la cái thứ thì mình nghĩ là sẽ không hợp đâu ha. Ok, thì video của mình cũng chỉ đến đây thôi. Nếu như các bạn thấy thích video này, hãy cho mình một like cũng như là ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Bây giờ thì bye.